Sáng nay, Quận ủy Hải Châu tổ chức trao huy hiệu đảng cho các đảng viên đủ tiêu chuẩn đang sinh hoạt tại các chi đảng bộ trực thuộc nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 5. Theo đó, đợt này, Quận ủy Hải Châu trao huy hiệu đảng cho 233 đảng viên đủ tiêu chuẩn, trong đó có 110 đảng viên vinh dự nhận huy hiệu đảng từ 50 năm trở lên. Ban Thường vụ Quận ủy Hải Châu cũng trao 36 giải cho 33 tập thể và 3 cá nhân có tác phẩm xuất sắc trong tổng số 149 tác phẩm từ các tổ chức cơ sở đảng và các đơn vị tham gia cuộc thi xây dựng sản phẩm giới thiệu nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tại buổi lễ, các đại biểu cũng đã cùng nhau ôn lại thân thế, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại, hết lòng vì nước, vì dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành kính bày tỏ lòng biết ơn với công lao to lớn của người và nguyện tiếp tục học và làm theo Bác, tạo lan tỏa sâu rộng, xây dựng địa phương ngày càng phát triển.